Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đang tập trung thúc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tại Đà Nẵng, sau khi kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 từ giữa tháng 8, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã cho phép các công trình án động lực trọng điểm của thành phố thi công trở lại với quyết tâm cao. Trong điều kiện thành phố Đà Nẵng đang phải chống chọi với dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, việc thi công hầu hết các công trình tạm ngừng ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công Tính đến hết tháng 8 năm nay, Đà Nẵng đã giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch trung ương giao và 33% kế hoạch địa phương. Hiện thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các công trình trọng điểm. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được tăng cường. Đà Nẵng chú trọng đầu tư có trọng điểm, quy mô hợp lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, tập trung giải ngân nguồn vốn theo tinh thần thi công đến đâu, nghiệm thu giải ngân đến đó tiến độ của công trình đã ngắn, khối lượng lại lớn. Nhưng mà đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao. Thì thuận lợi thì được ban quản lý dự án và tư vấn sát luôn luôn thường xuyên liên tục là tạo một điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công, kiểm tra nghiệm thu kịp thời những cái bộ phận công việc để đơn vị khỏi gánh tắc công việc. Về cái mặt giải ngăn thì hiện nay thành phố cũng đang tập trung cái nguồn vốn cho dự án này. Thì hiện nay về công tác giải ngăn là không có gì vướng rất là thuận lợi để đơn vị thi công thực hiện. Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhưng Đà Nẵng cố gắng thu hút dòng vốn đầu tư, cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng, gấp gần 7 lần về vốn so với cùng kỳ. Trong 8 tháng đầu năm, Đà Nẵng cấp mới được 64 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 120 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, Đà Nẵng có 867 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ. Cùng với việc thu hút đầu tư, Đà Nẵng đang tập trung triển khai các dự án. Hiện nay với cái chủ trương đẩy nhanh cái đẩy nhanh giải ngân cái vốn đầu tư công thì hiện nay là tại khu công nghệ cao cũng như công tác xây dựng tại các khu nghiệp thì hiện nay là vốn giải ngân đầu tư rất thuận lợi. Việc giải ngân vốn đầu tư công là vô cùng quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Do vậy, dù ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, thành phố vẫn quyết tâm phấn đấu thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt mức cao nhất.